Rồi. Giờ mình sẽ xuất phát đi à, lưới các bạn. Ngắm lại lần cuối đỉnh Quế này. Đỉnh Quế thuộc huyện miền núi Tây Giang của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Wow. Quá đẹp luôn. Những cái ngọn núi, những cái đỉnh núi nó thấp ở dưới, cái đây đỉnh nó cao nhất nên có thể nhìn thấy rõ những cái đỉnh núi phía dưới. Lúc này khoảng 7 giờ rưỡi sáng các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xuất phát chiến mã của mình. Bây giờ vẫn còn sương mù khá là nhiều các bạn. 7 giờ rưỡi sáng à, chiều hôm qua là bị sạc ở chỗ đó này các bạn à, bị sạc một cái đoạn như thế này. Cũng may là nó không sạc quá lớn, chứ không mà sạc quá lớn là mình sẽ có thể là trễ thời gian về á, tại vì người ta phải dọn đường á. Tại vì hôm qua là trời mưa vào buổi chiều thì mưa cũng khá là lâu và lượng mưa cũng lớn cho nên là nó cũng có sạt lở. Tối hôm qua thì mình ngủ ở trong căn phòng trọ ở trên đỉnh Quế thì mình phải mặc ba cái áo mới đủ ấm các bạn. Ở trên đỉnh Quế đúng là lạnh thiệt, giữa đêm nó lạnh nhưng mà khoảng tầm 2-3 giờ sáng thì nó mát dần. Ở quen là nhầm, nó ấm dần à, tại vì hết mưa các bạn à, giữa đêm thì vẫn còn mưa cho nên là khá là lạnh. Cái khí lạnh nó bay vô phòng mình thấy rõ luôn mà, như xương á, nó bay vô phòng. Cho nên các bạn có lên đỉnh Quế chơi mà vào buổi tối thì các bạn nên đem theo áo ấm nha, để giữ ấm nếu các bạn muốn ở lại qua đêm. Rồi, bây giờ mình đang sổ đèo đỉnh Quế. Mình cũng đang mặc ba cái áo á.
áo bôn, rồi một cái áo giáp, rồi một cái áo áo khoác đi gió nữa. Cái áo khoác đi gió này nó ngăn gió rất là tốt, kính nên nó ấm, giữ ấm. Cho nên mình thấy đi mà những cái cung miền núi thế này, các bạn nên đem theo những cái loại áo để mà giữ ấm nha, những cái áo mà chống được gió, ngăn được gió tốt á, và nó giữ ấm được thì các bạn nên đem theo. Tại vì thời tiết ở đây miền núi mình thấy nó thay đổi cũng đột ngột lắm, lúc thì nắng lên cao một tí thì mưa liền, mưa thì nhiệt độ xuống rất là nhanh. Trên núi thì mình thấy các bạn nếu mà đi các bạn sẽ cảm nhận được ngay cái nhiệt độ khi các bạn ở cái chỗ mà khu vực có nắng, rồi các bạn đi lên núi cao mà khu vực mà nó hơi có mây, rồi các bạn thấy nó giảm nhiệt độ nhanh lắm. Các bạn thấy đùa dốc nó cao kìa. Đường lên đây không được đẹp cho lắm nha, đường nhỏ và nó hơi gồ ghề. Lại là hôm qua mới mưa cho nên đường cũng hơi trơn, mình đi hơi chậm tí. Các bạn thấy ổ gà, ổ trâu không? Đó. Ở trên Tây Giang thì người đồng bào dân tộc Ca Tu là nhiều các bạn. Họ nói chuyện với nhau, những người đồng bào thì họ dùng tiếng ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ của người đồng bào. Còn mà nói chuyện người Kinh thì người ta vẫn có thể nói được nha.
Bây giờ chặng hành trình tiếp theo mình sẽ đi thị trấn A Lưới các bạn. Và nếu mình có cảm hứng thì mình đi luôn thị trấn Khe Sanh trong ngày này luôn. Cũng phụ thuộc vào thời tiết có tốt hay không thì mình sẽ đi Khe Sanh luôn. Tổng quãng đường chắc cả hơn 200 cây số. Còn nếu không thì mình sẽ dừng lại ở thị trấn A Lưới, mình sẽ tham quan nó kỹ hơn, mình có thể tá túc qua một đêm. Nhưng mà mình nghĩ chắc là mình sẽ đi Khe Sanh luôn á. Khe Sanh mình sẽ nghỉ tại đó một đêm. À, lưới mình sẽ tham quan nhanh và lướt qua thôi. Những cái xe đó người ta lên đỉnh Quế họ chơi các bạn, thấy họ đem theo rờn cái đồ đạc ở trên cái mui xe, ở trên cái tầng xe, người ta lên đó họ cắm trại picnic được cũng thú vị á. À, dứt 29 cây số. Đúng là đi giữa hai bên rừng á, nó lạnh các bạn. Cái khí của cây cối nó phả vào người khá là lạnh, nhất là khi mà mới trời mưa xong. Đúng là đặc trưng miền núi nó vậy á. Mình thấy lúc nào đi qua hai hàng cây rừng cũng có khí lạnh tê tê. Địa phận của Tây Giang đó là nó cũng gần giáp giáp với nước Lào rồi nha các bạn, biên giới nước Lào. Nếu mà Đỉnh Quế mình đi tiếp luôn cái đường Đỉnh Quế, nó sẽ đi tới một cái làng, nó còn một cái thôn, cái làng gì của người đồng bào ở phía bên kia đỉnh núi. Và hình như đi đi tiếp nữa là đi tới cái gì Hari gì đó, thôn Hari gì đó. Thì nó giáp với biên giới Lào các bạn. Các bạn thấy rừng núi bạt ngàn ha. Cũng có những cái chòi để người ta họ nghỉ lại và tham quan. Đây cũng là một điểm dừng chân rồi các bạn, điểm dừng chân Lan Rừng. Nhưng mà ở đây thì không được đẹp như ở trên cái đỉnh
đỉnh đỉnh Quế thì nó là đẹp nhất rồi, tại vì nó cái độ cao của nó là cao nhất nên như là nó có cái view cũng đẹp, bao quát được. Các bạn thấy mây trên các đỉnh núi không? Không biết xa xa các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Núi non trùng điệp hùng vĩ. Đây là đường cánh đường Trường Sơn các bạn. Đường Hồ Chí Minh. Tây Giang thì nó nằm trên trục đường Hồ Chí Minh Tây. Đường mòn Hồ Chí Minh. Mình đi thế này mình mới thấy là ngày xưa mở đường để mà tiếp viện ra chiến trường, người ta họ lao động cực khổ có thế nào nhé. Thấy mình thấy đi từng cái chặng đường mà thấy qua đèo núi cao rồi qua sông qua thác qua gành, ta sẽ núi để mà làm đường. Các bạn biết không, mình ngủ lại ở trên đỉnh Quế đó, thì mình có một cảm nhận đó là ban đêm ngoài sự tĩnh mịch của núi rừng ra thì nó có rất là nhiều các côn trùng ha, và bóng đêm bao phủ, tiếng gió thì nó réo rắt ở ngoài rừng, cộng với tiếng mưa nữa. Các bạn thử tưởng tượng ngày xưa mà bộ đội Trường Sơn mà ngủ ở ngoài rừng, các bạn thấy kinh khủng lắm, không phải đơn giản đâu các bạn. Mình ngủ trong